chiều ngày 4 tháng 5, tranh thủ tạnh mưa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện trên địa bàn ra quân thu hoạch hơn 2.000 hectare lúa bị ngã đổ do mưa dông và lốc. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình Trần Quốc Tuấn trực tiếp đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn sau khi mưa dông và lốc làm ngã đổ hơn 2.000 hectare lúa sắp gặt. Do mưa lớn vào chiều tối và sáng sớm trong những ngày qua đã khiến hơn 2.000 hectare lúa vụ đông xuân bị ngã đổ. Trong đó, huyện Lệ Thủy 1.500 hectare, huyện Quảng Ninh 500 hectare, số còn lại là các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa. Đây là diện tích lúa đã chín vàng, đến kỳ thu hoạch. Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh chỉ đạo người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung huy động phương tiện, nhân lực để ưu tiên thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ, tránh tình trạng lúa bị ngâm nước lâu ngày gây thiệt hại về kinh tế. Theo ông Tuấn, vụ lúa đông xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo trồng 30.000 hectare lúa, đạt năng suất cao so với nhiều năm trước. Một số địa phương tại huyện Lệ Thủy đạt năng suất từ 74 đến 76 tạ một hectare, giá bán cũng rất cao, khoảng từ 8 đến 9 triệu đồng một tấn. Hiện với diện tích lúa bị ngã đổ, người dân cần sớm thu hoạch để đảm bảo ăn chắc sản lượng. Diện tích lúa vụ đông xuân tại Quảng Bình đã thu hoạch được 50%. Theo ông Tuấn, dự báo trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sở đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết để hạn chế thiệt hại trong đời sống và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.